Nguyên có một cái phổ rất là rộng khi mà quan tâm tới những câu chuyện lịch sử. Và Bill rất là quan tâm tới cái việc là khi mà mình có một phổ rộng như vậy thì Nguyên làm thế nào để chắt lọc những cái mối quan tâm của mình, làm sao để biết là lúc nào là mình sẽ kết hợp cái concept này hoặc là ý tưởng này với concept và ý tưởng kia. Tại vì xuyên suốt tất cả những cái dự án này của Nguyên thì cũng đều có ở trong đó những sự tồn tại của những cái câu chuyện thần thoại, những câu chuyện dân gian, những cái lịch sử truyền miệng nữa. Thì Nguyên chắt lọc nó như thế nào? Hoặc là Nguyên đã phát triển cái phương pháp là mình nhào trộn rất là nhiều những cái chân thuật lịch sử này lại với nhau như thế nào ấy? Vì đấy là một cái quãng đường rất xa từ khi mà Nguyên tốt nghiệp mà ở bên Sinh này, rồi Nguyên tốt nghiệp ở Chicago đến bây giờ, thì đấy là một cái quãng đường rất là xa trong cái sự nghiệp của Nguyên rồi. Thì để trả lời câu hỏi của Bill thì Nguyên nghĩ là mặc dù trong cái quá trình tạo tác tác phẩm á, nó có rất là nhiều những cái liên đến lịch sử cũng như những cái nguồn cảm hứng khác nhau, nhưng mà Nguyên nghĩ cái cốt lõi trong tác phẩm của Nguyên á, nó không phải là một cái trần thuật lịch sử, mà nó là một cái trải nghiệm về việc dùng các hình thức nghệ thuật để tạo nên một cái phong cách kể. Giống như là Nguyên thấy là giống như khi mà người ta đọc về tác phẩm, cũng như là những cái khán giả quốc tế họ đọc về tác phẩm mà liên quan tới Việt Nam á, thường họ sẽ có một cái diễn ngôn về việc là Việt Nam sẽ như thế nào và lịch sử sẽ như thế nào, và nó sẽ có một số những cái giống như là những cái cách nhìn có sẵn được áp đặt lên những cái diễn ngôn đó. Thì Nguyên nghĩ là trong cái tác phẩm của Nguyên á, mặc dù nó rất là gắn liền với lại cái cội nguồn của cái vùng đất mà Nguyên sinh sống và những cái môi trường xung quanh nó, nhưng mà có thể là mình phải có một cách đọc khác, vượt thoát ra khỏi cái việc là tác phẩm này sẽ nói về vấn đề Việt Nam và Campuchia, tác phẩm kia sẽ nói về vấn đề môi trường chẳng hạn như vậy. Mà Nguyên nghĩ tất cả những cái mấu chốt mà liên kết những cái đề tài rất là khác nhau này, những đề tài rất là rộng này lại với nhau là cái ngôn ngữ nghệ thuật á. Giống như khi mình nghe một bản nhạc hoặc nhìn một bức tranh hoặc xem một bộ phim thì đương nhiên cái nội dung nó sẽ rất là quan trọng, nhưng mà cái mà Nguyên cảm nhận đầu tiên sẽ là cái giống như là cái trạng thái về hình thức hoặc về màu sắc hoặc về giai điệu nó tác động lên trên cái tâm can của mình. Mình sẽ có những cái rung động đầu đó, và Nguyên nghĩ cái đó rất là quan trọng trong cái việc luôn luôn khát khao được muốn làm tác phẩm, vì mình muốn tạo ra những cái rung cảm đó, rồi xong rồi từ những cái rung cảm đó mình sẽ mở rộng ra được những cái vấn đề mà mình quan tâm về một con người xã hội, sống trong xã hội như thế nào. Giống như Bill nói là mặc dù nó rất là rộng á, nhưng mà Nguyên quan tâm đến những vấn đề đó, tại vì lịch sử chính thống ở Việt Nam cũng giống như trong môi trường giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam thì rất là ngại nhắc đến những cái đề tài như vậy, nên mình muốn tìm hiểu để có được một cái cách nhìn cho bản thân mình, chứ cũng không phải là để tìm ra câu trả lời hoặc là tìm một sự thật lịch sử nào hết. Vừa nãy Nguyên cũng có dùng một cái từ là cái nhịp điệu ấy, và cái từ đấy đối với Bill thì nó giống như là một cái từ khóa để có thể đi vào những cái dự án của Nguyên khi mà nó được trưng bày dưới dạng triển lãm chẳng hạn. Tại vì Bill vẫn nhớ là với Quên Lãng Niên Thơ hay là với Hạt Cơm thì nó có một sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa việc trưng bày hội họa cũng như là việc trưng bày những cái video của Nguyên. Với mỗi một cái cách trưng bày này thì Nguyên cũng đều đặt lại chính câu hỏi cho cái chất liệu mà mình sử dụng. Hội họa ở đây nó không chỉ còn là hội họa mình nhìn thông thường trên một mặt phẳng nữa. Hội họa có thể được treo từ trên trần xuống, nó có thể bay ở trên tường, tạo thành những cái cơn sóng, hoặc là gây ra một cái cảm giác hồi và thu xong lại đẩy.
Video cũng như thế, thường là Nguyên sẽ trưng bày nó dưới dạng hai kênh hoặc là ba kênh. Qua cái cách trưng bày này thì bằng một cách nào đấy Nguyên cũng đặt ra câu hỏi cho cái chất liệu mà mình sử dụng. Thì Bill muốn hỏi Nguyên về cái việc là cái nhu cầu mà mình liên tục mình mở rộng cả những cái giá trị nội tại, những cái hiểu thông thường về chất liệu, cái điều này nó bắt nguồn từ đâu, và hiện tại thì Nguyên đang xử lý những cái interest này của mình như thế nào? Thì Nguyên giống như là Nguyên rất là quan tâm đến việc cái ngôn ngữ được thể hiện bằng chất liệu, nó được biểu đạt, không phải là để biểu đạt cho cái đề tài. Giống như là Nguyên ngoài việc là một họa sĩ hoặc một nhà làm phim thì Nguyên cũng có rất là hứng thú với lịch sử và lịch sử mỹ thuật. Tại vì đây là cái bộ môn mà Nguyên không có được học một cách đàng hoàng, đúng không? Nguyên học ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian gần đây thì Nguyên rất là quan tâm tới cái lịch sử mỹ thuật miền Nam và thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì lúc mà mình chưa có hiểu về cái giai đoạn này thì Nguyên thấy là có một cái giai đoạn mà những cái họa sĩ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là rất là hay vẽ những cái cô gái mặc áo dài, và những cái cô gái này không phải là miêu tả về cô gái thật mà là một cô gái mang tính hình tượng, và là một người phụ nữ rất là u sầu, rất là lãng mạn. Hoặc là khi mà những họa sĩ này vẽ trừu tượng thì có một cái trào lưu trừu tượng rất là mạnh ở miền Nam, và cái ánh sáng ở trong tranh trừu tượng này giống như một cái người bạn của Nguyên và Bill quan sát, là bạn đó tên Uyên, thì là cái ánh sáng nó rất là lạnh, nó giống kiểu ánh sáng đèn, ánh sáng trắng. Nó chỉ là một cái ánh sáng mà những cái người sống ở trong khu vực này họ sẽ nhận thức ra cái ánh sáng đó, hoặc là những cái người đến từ vùng miền khác họ sẽ thấy được cái điểm khác, trong khi cái người sống ở đây họ sẽ không có nhận thức được chẳng hạn. Thì Nguyên thấy là cái bài học mà Nguyên nhận thấy là giữa cái hình thức của tác phẩm nghệ thuật đó, nó có thể không liên quan gì tới cái giai đoạn lịch sử, hoặc là những cái mối ưu phiền, hoặc là những cái nỗi đau khổ mà cái người trong giai đoạn đó phải chịu đựng. Chẳng hạn như là thời gian đó có thể là tin về những cuộc chiến, về sự mất mát, nhưng mà cái được thể hiện ra ngoài sẽ là một thiếu nữ chẳng hạn. Họ sẽ không minh họa lại là cuộc chiến sẽ bao nhiêu người lính đã hy sinh, hoặc là bao nhiêu người mẹ mất con, họ sẽ không có minh họa lại những cái hình ảnh đó. Nhưng mà hoặc là qua những cái nhát cọ trừu tượng á, thì họ không có vẽ lại là thành phố Sài Gòn nhìn thế này thế kia, mà là họ sẽ vẽ lại cái ánh sáng, hoặc là cái bố cục, hoặc cái màu sắc như của cái không gian trong thành phố đó. Thì Nguyên thấy là Nguyên rất là thích cái cách mà trong nghệ thuật á, ngay cả trong tác phẩm của mình Nguyên cũng muốn đạt tới á, là giữa cái hình thức thể hiện á, nó là một cái gì đó nó vượt thoát ra khỏi cái đề tài, nhưng mà cái đề tài nó giống như một cái neo á, nó níu mình lại để mình không có gọi là đi lung tung, mà mình có một cái sự tập trung, và trong cái sự tập trung đó mình có thể đào sâu vô để mình trải nghiệm được những cái cảm xúc về nghệ thuật như vậy. Cái hậu chủ nghĩa thực dân cũng hay gọi là cái sự phi thực dân hóa ấy, thì luôn luôn là chủ đề chính trong các cái buổi thuyết trình của các cái kinh viện nghệ thuật trên thế giới. Thế thì khi làm tác phẩm thì em có về chủ đề này, em có muốn đưa ra ánh sáng về cái quá khứ thuộc địa của Việt Nam hay không, và điều này quan trọng như thế nào trong quá trình sáng tác của em, và em muốn đạt được cái gì qua cái việc đó? Em thấy câu hỏi của chị Quỳnh rất là hay, tại vì em thấy cái vấn đề về chủ nghĩa hậu thực dân với lại mấy cái liên quan đến cái lịch sử thuộc địa của Việt Nam á, thì là quả thật là những cái kinh viện hoặc là những cái bảo tàng nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc là thậm chí ở Việt Nam họ cũng nhắc tới rất là nhiều. Thì nhưng mà em nghĩ đây là một cái đề tài rất là quan trọng, rất là cần thiết. Tuy nhiên thì nó có phần là đơn giản hóa và đóng khung,
cái khái niệm Việt Nam theo một cái cách nhìn, một cái cách nghĩ nào đó. Và trong cái tác phẩm của em á, thì đây cũng là một cái đề tài mà em rất là quan tâm. Em quan tâm tới nó như một cái cách giải thể những cái quan niệm của bản thân về cái lịch sử của Việt Nam. Tại vì theo cái cách em quan sát á, thì ngay cả cái lịch sử nghệ thuật ở Việt Nam nó cũng gắn rất là gần với lại cái lịch sử thuộc địa. Và em nghĩ nhiều cái bộ môn khác cũng như thế. Tuy nhiên là trong cái tác phẩm của mình á, mặc dù em có một số cái đề tài nó gần như là đi song song với lại cái lịch sử thuộc địa này, chẳng hạn như là trong Quân Lãng Ninh Thơ thì em có nghiên cứu về cái chữ quốc ngữ tại Việt Nam, thì cái chữ quốc ngữ này nó gắn rất là gần với lại cái việc mà Công giáo du nhập vào Việt Nam, và khi mà thực dân Pháp qua thì có một sự chuyển đổi giữa chữ Nôm, chữ Hán thành chữ quốc ngữ. Hoặc là ngay cả trong tác phẩm Hạt Câm thì nó cũng là những cái diễn biến chính trị do Pháp bị thua, rồi xong rồi Nhật chiếm đóng Đông Dương, rồi xong rồi ở phía Bắc thì là Hồ Chủ tịch lãnh đạo cuộc kháng chiến, thì là nó cái quá trình này đó nó nằm trong cái bối cảnh lịch sử như vậy, cho nên em cũng khó mà tránh là thôi không có đụng gì tới cái vấn đề thuộc địa thực dân này hết. Tại vì nếu mà em nghĩ nếu mà mình không có khéo léo, hoặc nếu mình không có nhận thức rõ, thì nó sẽ trở thành một cái gì đó nó rất là sáo mòn. Giống như là có thể mình làm tác phẩm để phản biện lại cái câu chuyện về hậu thực dân, nhưng mà đôi khi thay vì mình phản biện lại thì mình lại trở thành một cái nạn nhân hoặc một cái phần trong đó. Và nếu mà một người ở bên ngoài nhìn vào không có hiểu về bối cảnh thì họ sẽ nhìn mình với một cái con mắt như kiểu hơi hơi đáng thương á. Thì em cũng không có thích là mình sẽ bị đặt trong một góc nhìn như vậy. Thì tuy nhiên là trong những cái tác phẩm của em nghĩ em chưa có tìm ra được cái lời giải đáp cho cái vấn đề này. Em nghĩ là nó vẫn nằm trong một cái quá trình tìm tòi, và nó ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái khác nữa, chứ không một mình tác phẩm của em không thể giải quyết được nha. Ở trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation có một trong những cái tác phẩm của Nguyên, nó chính là tác phẩm Nỏ Thần, Thời Gian Sơn Mài. Ở trên cái hình bát giác, cái tấm bát giác bằng lụa, thì là xuất hiện câu chuyện của Mỹ Châu Trọng Thủy hay là Nỏ Thần An Dương Vương ấy. Thì tuy là nói về lịch sử chữ quốc ngữ, nhưng mà Nguyên cũng đặt lên trên đấy rất là nhiều những cái tầng lớp câu chuyện khác, rồi những cái ký hiệu thị giác rất là khác nhau như thế. Và Biêu rất là quan tâm từ cái chuyện là khi mà mình đặt vào trong một cái thế giới này rất là nhiều những ký hiệu thị giác như vậy ấy, thì Nguyên đang làm gì? Nguyên đang mở rộng ra những cái cách đọc cho người xem, hay là có một cái chủ đích nào khác không? Để giống như là mình vừa dẫn đường cho họ, nhưng mình cũng vừa đưa họ vào cái mê cung đấy để họ phải tự tìm đường đi ra ấy. Nguyên Bill thì cũng có nói về cái tác phẩm Nỏ Thần, cái phiên bản một ở Factory, hay là Nỏ Thần con gái của tôi là kẻ phản bội, là cái phiên bản thứ hai mà mình vừa triển lãm gần đây á, chung với tác phẩm của cụ Điềm Hùng Thủy á, thì tên là Nỏ Thần Mài Thời Gian. Thì đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà khiến Nguyên suy tư nhiều nhất, tại vì Nguyên thấy là nó thay đổi liên tục, và nó giống như là nó chứa hết tất cả những cái câu hỏi của mình á. Nó giống như là một cái bản đồ những cái rất là nhiều lối, giống như mê cung, giống như Bill nói, và mình đang đi tìm những cái lối ra, hoặc là những cái con đường, vạch ra những cái con đường trong cái mê cung này. Tại vì thí dụ như là Nguyên thấy những cái tác phẩm khác như là video hoặc là tranh vẽ trên trang sách á, thì nó có một cái sự nhất quán. Còn cái tác phẩm Nỏ Thần á, thì nó biến đổi theo thời gian,
và nó bao hàm trong đó nhiều cái thắc mắc và nhiều cái câu hỏi hơn. Giống như cái thời điểm năm 2017 á, lúc mà Nguyên bày lần đầu tiên tại Factory trong triển lãm Quên Lãng Nên Thơ thì Nguyên có một cái ý tưởng là mình muốn thể hiện những cái suy tư của mình khi mà mình đọc cái lá thư cho cái ông thầy giảng tên là Bento Thiện, viết cho một cái giáo sĩ ở bên Nguyên không biết giáo sĩ này người gì, nhưng mà cái lá thư này thì là được lưu trữ ở trong cái cục lưu trữ dòng tên ở bên Ý. Thì là lúc mà Nguyên đến cái cục lưu trữ dòng tên đó, thì mới đầu là Nguyên muốn tìm những cái thủ bút của ông Đắc Lộ, nhưng mà sau đó thì lại lòi ra cái ông Bento Thiện này mà là ông viết bằng tiếng Quốc ngữ, mà cái tiếng Quốc ngữ đó là Nguyên đọc Nguyên không có hiểu, tại vì nó là cái một thứ Quốc ngữ rất là sơ khai. Nó rất là có rất là nhiều lỗi chính tả theo cách đọc của người hiện đại. Nhưng mà bác Bento Thiện này bác lại viết bác lại giống như là đem kể về lịch sử Việt Nam cho người nước ngoài nghe vậy đó. Bác kể về chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, rồi bác kể về chuyện Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi bác kể về chuyện Nỏ Thần. Thì Nguyên thấy thích nhất cái chuyện Nỏ Thần, thì Nguyên mới đem một số, Nguyên mới mượn cái hình tượng cái nỏ trong cái câu chuyện này. Rồi sau này Nguyên mới nhờ một cái mấy bác thợ khảm ở quê của Nguyên, đó là ở Hà Tây á, thì là quê của ba của Nguyên là ở Hà Tây, thì là cái quê của ba Nguyên thì là làm nghề mộc. Kế bên cái làng đó thì có làng Chương Mỹ là chuyên là khảm trai, thì là nhờ mấy cái bác thợ đó khảm trai những cái câu mà Nguyên nhặt nhạnh trong cái lần nghiên cứu ở dòng tên đó. Thì cái câu, mấy cái câu này thì vừa có câu của Đắc Lộ, vừa có câu của những cái giáo sĩ dòng tên khác. Nguyên mới khảm vô cái nỏ, rồi xong rồi Nguyên đặt những cái nỏ lên trên những cái bục là những cái dấu bộ dấu trong tiếng Việt. Thì Nguyên nghĩ cái bộ dấu nó cũng là giống như cái định hình sự khác biệt giữa tiếng Việt với lại những cái ngôn ngữ phương Tây khác, là do nó có thanh điệu á, cái sự thanh điệu của tiếng Việt làm cho tiếng Việt đặc biệt và nó không bị trùng lẫn với lại những thứ tiếng Latin hóa khác. Thì cái phiên bản ở Quên Lãng Nên Thơ là như thế. Còn đến năm 2021 á, thì Nguyên mới kết hợp nó với lại một cái mối quan tâm khác của Nguyên là từ rất là lâu rồi, từ khi trước hết, trước khi tất cả những cái đề tài này xuất hiện, đó là cái sự yêu mến của Nguyên đối với lại tác phẩm của cô điêu khắc gia Điềm Hùng Thị, điêu khắc gia và họa sĩ luôn. Thì tại vì Nguyên thấy là bác Điềm Hùng Thị cũng có một mối quan tâm giống như Nguyên là quan tâm về ngôn ngữ, nhưng mà bác lại nằm trong cái thời kỳ hiện đại là rất là để tâm đến chất liệu và cái hình thức, để tạo ra một cái mô đun giống như những cái con dấu vậy, giống như những cái bảng chữ cái của Điềm Hùng Thị. Bác có thể tạo tác ra được như vậy. Và Nguyên mới thấy là đó là cái mà Nguyên rất là muốn học á, ở trong tác phẩm của mình á. Cho nên cái tác phẩm Nỏ Thần mà thời gian nó lại biến đổi, và nó muốn đặt nó trong một cái sự trao đổi với lại một nữ nghệ sĩ khác, trong một thời gian khác và một cách thực hành khác, để tạo ra những cái diễn ngôn mới. Ngoài tác phẩm Nỏ Thần với Nguyễn Art Foundation, cũng có hai tác phẩm khác của em là tác phẩm Nhìn Xuống 10 bức và tác phẩm Bay Lên trong cái Quên Lãng Nên Thơ. Thì em có thể nói thêm về hai cái tác phẩm đấy nữa. Dạ, em thấy là cái tác phẩm Nhìn Xuống á, nó là một trong những cái tác phẩm quan trọng nhất trong cái quá trình trưởng thành của em như là một nghệ sĩ thị giác. Trong cái series tranh này á, thì em vẽ những cái bức sơn dầu rất là nhỏ, nó cỡ bằng tờ giấy A4 thôi. Và cái chất liệu nó là cái tấm lót của phim X-Quang. Thì em có một người bạn thân đó là Alex Quỳnh Anh, thì là gia đình của bạn thì là làm bác sĩ, cho nên
mà làm bác sĩ về cái khoa mà giống như chẩn đoán hình ảnh á, nên là sử dụng cái X-quang này rất là nhiều. Thì khi mà cái người bệnh nhân họ cầm cái tấm X-quang thật á, thì cái chất liệu tấm lót á, nó thường là bị bỏ. Thì Quỳnh Anh lúc đó có tặng cho em những cái chất liệu này, nên là thử thể nghiệm cho nó thử như thế nào. Thì khi mà em vẽ lên thì em lại thấy rất là thích, tại vì nó khác trên toa, nó khá là trơn, nhưng mà khi mà vẽ sơn dầu lên nó có cái độ nhạy màu nhất định. Và mới đầu thì em có tham khảo những cái hình ảnh liên quan tới Việt Nhật chiếm đóng Đông Dương và Đông Nam Á, nhưng mà em không có thấy cái hình nào mà Nhật chiếm đóng Đông Dương ngoài mấy cái ảnh của bác Võ An Ninh hết. Cho nên khi mà em có dịp qua Singapore thì em thấy trong cái bảo tàng nó là nó gọi là Old Ford Factory, là cái chỗ nhà máy sản xuất ô tô, mà nơi đó chính phủ Anh lúc đó chiếm đóng Mã Lai và Singapore đã ký cái hiệp định để đầu hàng Nhật. Thì trong đó có rất là nhiều ảnh những cái người dân ở khu vực đó họ phải cúi chào. Thì em thấy cái hành động cúi chào đó nó rất là bình thường, nó có thể mang một cái ý nghĩa về một cái sự tôn trọng, nhưng mà nó cũng có thể mang một cái ý nghĩa về một cái sự kìm hãm nữa. Nên em xóa hết những cái bối cảnh trong cái nhân vật này cúi chào, mà em chỉ dùng cái nhân vật đó thôi. Cái bối cảnh nó trở thành một cái phông nền có những cái màu sắc dựa theo trạng thái cảm xúc của em. Và dần dần thì nó chỉ đơn thuần là việc miêu tả một cái hành vi, và cái hành vi đó nó cũng không cần phải đi với cái bối cảnh lịch sử của nó nữa. Thì em thấy cái tác phẩm này nó giống như là giúp em nhận ra được một cái cách kết hợp giữa những cái đề tài đôi khi mang tính lịch sử và đôi khi nặng nề, với lại một cái cách thể hiện gần với lại cái cảm quan của em về hội họa. Còn một cái tác phẩm nữa tên là Bay Lên. Thì cái tác phẩm này vào năm 2016 á, là lúc đó vừa có đại hội đảng và lại vừa có năm mới nữa. Cho nên ở ngoài Sài Gòn lại trang trí rất là rực rỡ, với lại những cái motif đi liền với ước hệ của Việt Nam như là hoa hướng dương hoặc là bồ câu. Thì lúc mà trải qua thời gian trang trí xong á, thì những cái trang trí bằng cái đèn led này họ gỡ ra, thì em mới đi mua lại và em biến đổi nó thành cái tác phẩm điêu khắc. Và cũng là cái chất liệu để những cái diễn viên trong cái video Viết Trưa Nhiệt Đới dùng những cái điêu khắc này để tương tác chung với nó trong cái video nữa. Thì em thấy là nó khá là dễ thương, tại vì nó là hình chim bồ câu trắng, nhưng mà đối với em thì nó cũng có những cái sức nặng về ý thức hệ, về cái việc sử dụng những cái khuôn mẫu để miêu tả cái thức hệ đó như thế nào. Nguyên được truyền cảm hứng với cái cách làm việc, với cái phương pháp làm việc và kể chuyện mà cứ đi giữa những cái tạo ra cái sự căng thẳng ở giữa những cái miền vùng biển này ấy, thì cái gì và ai đã là người mà truyền cảm hứng cho Nguyên có được cái ngôn ngữ thị giác như thế? Thì Nguyên nghĩ tại vì một trong những cái cảm hứng đầu tiên của Nguyên á, khi Nguyên định hình nhân cách đó, là Nguyên rất là thích văn chương. Lúc mà hồi nhỏ là thích học môn văn với môn sử, nhưng mà rất là dốt mấy môn toán lý hóa. Thì là lúc nhỏ là cứ nghĩ là mình lớn lên mình có thể viết văn hay cái đại khái như vậy. Nhưng mà thấy con đường văn học rất là gian nan, rồi con đường làm nhà nghiên cứu lịch sử còn gian nan hơn nữa, nên mình chọn con đường dễ nhất, đó là học vẽ. Học vẽ ra xong rồi kết hợp thêm những cái mình thích như là văn học và lịch sử vô trong đó. Nên cũng thấy là như kiểu trong tác phẩm là nó vừa là sự kết hợp giữa hội họa, văn học và lịch sử. Thì
Xong rồi Nguyên cũng thấy là lúc mà mình nhỏ mình học thì mình không có thấy rõ, nhưng mà khi mình bắt đầu đọc được những cái tài liệu ở bên ngoài thì mình thấy là hai cái bộ môn mà mình Nguyên thích nhất ở trong trường học lại là hai cái bộ môn mà hư cấu nhất, giống như là nó được tạo nên bằng hư cấu mà không có cái gì là thật ở trong đó hết, là giống như là những cái mà mình thích là một rổ hư cấu vậy đó. Nguyên mới thấy là nên Nguyên mới thấy là nếu mà mình kết hợp giữa những cái hư cấu này, Nguyên không có nói là nó xấu nha, Nguyên thấy những cái hư cấu này vẫn rất là hay. Giống như là hư cấu về lịch sử hoặc là hư cấu về những cái truyền thuyết, cho nên Nguyên rất là thích pha trộn giữa tác phẩm văn học, hoàn toàn là do một cái nhà văn hoặc một cái người viết họ nghĩ ra, với lại những cái chi tiết trong những cái nghiên cứu lịch sử. Những cái chi tiết này có thể là thật hoặc không thật, nhưng mà đa phần mọi người sẽ nghĩ là nó thật. Với lại những cái chuyện cổ tích hoặc là những cái truyền thuyết dân gian mà Nguyên nghĩ là những cái truyện cổ tích này đôi khi nó lại mang cái sự thật còn nhiều hơn cái tác phẩm văn học và cái nghiên cứu lịch sử nữa. Thì Nguyên thích có cái sự kết hợp và cái sự lật của những cái ngành khác nhau này trong việc viết được thể hiện qua tác phẩm nghệ thuật. Nó cũng giống như là cái cách mà Nguyên tiếp thu một cái nguồn kiến thức này, tin và yêu thích nó, sau đó lật lại, đặt câu hỏi về nó, nhưng vẫn cảm thấy rất là biết ơn, chứ không phải là cảm thấy đó không phải là sự thật, là tôi không tin vào nó nữa. Thế chị được biết là tháng 2 năm nay là em có đưa tác phẩm sang triển lãm ở bảo tàng Tate St. Ives. Thì em nghĩ gì, cảm tưởng như thế nào khi mà được tham gia một cái triển lãm ở bảo tàng cao quý như vậy? Em nghĩ thì là triển lãm ở bất kỳ không gian nào thì em nghĩ nó cũng như nhau. Giống như là khi mà mình làm tác phẩm nghệ thuật ra mà mình có cái cơ hội để bày nó. Giống như thời gian đầu thì em bày ở trong trường đại học nè, rồi xong rồi ở những cái không gian độc lập như là nhà sàn, rồi sàn art, rồi factory. Thì thật ra em nghĩ những cái trải nghiệm đẹp nhất của em nó lại đến từ việc mà mình thể nghiệm cái tác phẩm ở trong những cái không gian độc lập do nghệ sĩ tự tổ chức, hoặc là vào một cái thời điểm mà nó rất là hồn nhiên và chưa có nhiều những cái khái niệm được đặt ra, và mình thích thì mình cứ làm thôi. Thì em nghĩ đó là một cái bài học rất là quan trọng đối với em, mà em theo em nghĩ là tất cả những cái bạn sinh viên nào mà theo con đường nghệ thuật mà thật sự muốn thực hành thì là đều nên bắt đầu từ những cái không gian như vậy. Em không có nghĩ là mình, tiếng Anh nó gọi là established, giống như là kiểu là đã thành danh hay gì hết. Nhưng mà em nghĩ là mình có một cái sự may mắn nhất định, giống như là con đường học tập của mình rất là suôn sẻ, rồi xong rồi có gia đình hậu thuẫn, rồi xong rồi khi mà mình làm tác phẩm thì mình cũng chẳng nghĩ gì, nhưng mà không hiểu tại sao lại được rất là ủng hộ. Giống như là giống như là có một số những cái quỹ hoặc là những cái bảo tàng, những cái kinh viện ở bên nước ngoài thì họ rất là quan tâm tới cái tác phẩm của mình. Và em nghĩ cái đó nó cũng không phải là một cái sự khách quan hoàn toàn, mà em nghĩ nó có những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là mình may mắn vì mình biết nói tiếng Anh chẳng hạn. Có rất là nhiều những nghệ sĩ em thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà do cái khoảng cách về thế hệ hoặc là những cái về vấn đề giáo dục á, họ không nói tiếng Anh một cách nhuần nhuyễn thì sẽ khó hơn. Hoặc là mình lại là người Việt Nam. Tại vì em nghĩ là giống như là khi trong một môi trường nghệ thuật chỉ một màu, chẳng hạn là chỉ một màu da, hoặc mà một số gọi là gì ta,
dân không phải gọi là quốc tịch nhất định đó, thì đôi khi họ cần những cái mảng màu mới, những cái màu sắc mới. Thì em thấy em thấy vui, nhưng mà em cũng thấy mình cần nhận thức rõ được mình đang là ai và mình đang ở đâu. Thì mỗi lần mà làm tác phẩm thì em chỉ biết là em cố gắng hết mình trong cái việc mà đầu tư tất cả những cái tâm huyết và những cái rung cảm của mình ở trong tác phẩm. Rồi việc mà tác phẩm đi tới đâu, bày ở những không gian nào, hoặc là thuộc sở hữu của ai, thì cái việc đó nó đã trở nên nằm ngoài cái phạm vi của mình rồi. Và cái tác phẩm nó có cuộc sống riêng của nó, và mình có thể theo dõi từ xa, chứ mình cũng không thể nào mà can thiệp và biến đổi nó được. Hay quá.